Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp đang là hướng đi đúng đắn cho các làng nghề hoa cây cảnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, sẽ có những thuận lợi và rất nhiều khó khăn, thách thức buộc các làng nghề hoa cây cảnh phải tìm ra giải pháp để phát triển bền vững. Thời điểm này, 4 xã Thành Công, Ông Đình, Đông Tảo và Gia Trạch của huyện Khói Châu đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí cuối cùng để sớm về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong đợt 1 năm 2023. Những tiêu chí nào đã hoàn thiện, các tiêu chí nào còn yếu kém, các địa phương cần sớm khắc phục. Tất cả sẽ có trong tiểu mục Chuyện trong xóm ngoài làng. Còn bây giờ sẽ là những tin tức nông thôn mới chúng tôi vừa cập nhật. Từ năm 2011 đến nay, xã Tân Dân đã huy động các nguồn vốn được hơn 254 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, nhân dân đã đóng góp hơn 103 tỷ đồng xây dựng các công trình, hiến hơn 5.000 mét vùng đất, 25.000 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Dân đã phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm duy trì và nâng cao các tiêu chí. Đến năm 2021, Tân Dân là một trong 6 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2023, cuộc thi sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9 tới tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Cuộc thi có 4 nội dung gồm phần thi chào hỏi, phần thi tìm hiểu kiến thức, phần thi tài năng và phần thi trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Theo Ban tổ chức, đến thời điểm này, cả 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều đang tích cực chuẩn bị các nội dung để tham dự cuộc thi đạt kết quả cao nhất. Đến nay, 100% số xã của huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 24 trên 83 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Qua kết quả rà soát, huyện đã hoàn thành 30 trên 39 nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 7 trên 39 nội dung cơ bản đạt, còn 2 nội dung tiêu chí chưa đạt thuộc tiêu chí quy hoạch và môi trường. Dự kiến cuối tháng 9 năm 2023, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch và lộ trình đã đề ra. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huyện Yên Mỹ đã huy động được gần 700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, huy động từ ngân sách xã gần 400 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 80 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, cộng với sự đóng góp ngày công lao động, hiến hàng chục nghìn mét vuông đất của nhân dân đã góp phần nâng cấp, xây mới nhiều cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, kiến tạo nên nhiều khu dân cư đáng sống. Huyện Phù Cừ đã tích cực chủ động tìm nhà thầu, lên thiết kế để xây dựng các công trình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn. Đến nay, huyện đã xác định được 5 vị trí xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, thôn Trà Bồ, xã Phan Sáu Nam, thôn Tam Đa, xã Tam Đa, thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang và thôn An Nhuế, xã Đỉnh Cao. Trong đó đã hoàn thành xây dựng 95% và bắt đầu đưa vào hoạt động tại 2 điểm là xã Đỉnh Cao và xã Tam Đa. Thời gian tới, Phù Cừ đề xuất xây dựng một công trình xử lý nước thải tập trung cấp huyện ở thị trấn Trần Cao, phục vụ xử lý nước thải cho khoảng 500 hộ dân và phấn đấu mỗi xã sẽ xây dựng được 2 hệ thống. Xã Tống Chân phấn đấu quý 3 năm 2023 sẽ về đích nông thôn mới nâng cao. Vừa qua, xã đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình trọng điểm, hoàn thành những tiêu chí còn thiếu như khánh thành hệ thống công trình khu thể thao, bao gồm sân vận động, sân bóng chuyền, sân cầu lông với mặt cỏ, hệ thống chiếu sáng hiện đại, cải tạo nhà văn hóa thôn An Cầu, Trà Dương, Võng Phan. Đặc biệt, 10 hộ dân tại thôn An Cầu đã hiến đất xây dựng tuyến đường dài 600m, rộng 8m. Dự kiến đây là tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của xã, đủ các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp và không ô nhiễm môi trường. Để được cung cấp vào suất ăn trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, đặc biệt là trên các khoang thương gia, đòi hỏi nhãn của Hưng Yên phải có mã vùng trồng, thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Nhãn phải có hương vị đặc trưng, quả có mã sáng và trọng lượng đều, chất lượng tương đương xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Giá nhãn được công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài thu mua là gần 40.000 đồng 1 kg. Hưng Yên đã có 2 tấn nhãn được công ty thu mua và dự kiến sẽ có thêm 3 tấn nhãn nữa sẽ tiếp tục được cung cấp trong các suất ăn của Vietnam Airlines.
Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 25 sản phẩm OCOP đã khai thác hiệu quả vùng nguyên liệu địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận như nghệ chí Tân, chuối tiêu Hồng Khoa Châu, vải lai chín sớm Phù Cừ, mật ong hoa nhãn Hưng Yên. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chủ thể OCOP, việc xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn theo tiêu chí hữu cơ, an toàn còn hạn chế, gây trở ngại cho việc xuất khẩu sản phẩm. Ngoài ra, sự liên kết giữa chủ thể với người sản xuất trong cung cấp nguyên liệu chưa bền chặt, việc tiêu chuẩn hóa nguồn nguyên liệu chưa được quan tâm, khiến việc phát triển sản phẩm OCOP mới hoặc duy trì sản xuất gặp nhiều khó khăn. Đến nay, huyện Tiên Lữ có hơn 950 ha cây ăn quả, trồng tập trung ở các xã Nhật Tân, Hưng Đạo, Thủ Sĩ, mỗi năm cho thu hoạch hàng nghìn tấn quả. Trong đó có trên 150 ha cây ăn quả chủ lực gồm nhãn, bưởi, cam được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhiều kỹ thuật mới được nghiên cứu áp dụng thành công, thúc đẩy phát triển sản xuất cây ăn quả như công nghệ chiết, ghép mắt và ghép đoạn cành nhằm tăng hệ số nhân giống và cải tạo giống trên cây ăn quả các loại, sử dụng hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt, sử dụng chế phẩm nano bạc để phòng trừ sâu bệnh trên cây nhãn. Phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tại Hưng Yên đang được xem là hướng đi đúng đắn, đem lại lợi ích lớn cho cả hai ngành du lịch và nông nghiệp, vừa góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, vừa nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 7 làng nghề hoa cây cảnh được công nhận, trong đó huyện Văn Giang có 5 làng nghề tại các xã Xuân Quan, Phụng Công, Liên Nghĩa, Thắng Lợi và Mễ Sở. Huyện Khoái Châu có 2 làng nghề ở xã Đông Tảo và Bình Minh. Tổng diện tích sản xuất hoa cây cảnh đạt trên 1.000 ha với hơn 8.800 hộ tham gia. Tổng doanh thu đạt hơn 3,4 nghìn tỷ đồng. Các làng nghề hoa cây cảnh đều có vị trí địa lý thuận tiện, kết nối với một số khu, điểm, tuyến du lịch sinh thái. Đây là những tiềm năng lớn để phát triển và tạo liên kết với một số cơ sở đào tạo có chuyên môn cao về hoa cây cảnh và du lịch trong khu vực. Thị trường Hà Nội và các cái tỉnh xung quanh đây thì gần như là mọi người đều biết đến cái làng hoa cây cảnh ở đây và đã trở thành cái nguồn cung rất là lớn. Chính vì thế cho nên là nó đã sẵn có cái tiềm năng rất là tốt để mà phát triển cái du lịch trải nghiệm, du lịch hướng về cái đẹp của thiên nhiên. Hoa cây cảnh của tỉnh Hưng Yên này nằm trong cái hệ sinh thái nó nối liền ở đây với ví dụ như là cái Eco Park Bát Tràng, rồi là với các quần thể khu di tích mà rất nổi tiếng, rồi là ví dụ như là trường Tử Tiên Dung, rồi hàng cả cái dãy sông Hồng này. Nếu mà chúng ta khai thác được đi thành những cái thành phố ven sông trong tương lai thì cái tiềm năng phát triển còn rất là lớn. Tại hội nghị phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tại Hưng Yên vừa được tổ chức tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, các đại biểu đã nêu lên thực trạng và giải pháp để làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp có thể phát triển bền vững trong thời gian tới nhờ xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, hội thi hoa cây cảnh để thu hút du khách tới tham quan, phát triển hạ tầng giao thông nội đồng phục vụ sản xuất kinh doanh và du lịch, liên kết doanh nghiệp lữ hành, xây dựng các tuyến du lịch làng nghề, đường thủy và đường bộ trên địa bàn tỉnh. Những điều kiện cần để phát triển du lịch của làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan đã có, nhưng điều kiện đủ để phát triển du lịch thì Xuân Quan còn thiếu rất nhiều. Trong cái thời gian tới của chúng tôi thì đầu tiên tập trung là phải phát triển về giao thông, các điểm đỗ xe, cũng đề nghị với lãnh đạo các cấp, ủy ban tỉnh có những cái cơ chế đặc thù tạo điều kiện cho làng nghề. Và một cái điểm nữa đó là kết nối các cái điểm du lịch của các làng nghề trong địa bàn tỉnh cũng như ngoài tỉnh, du lịch trải nghiệm nông nghiệp đến du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng để làm sao du khách khi đến tham quan không bị nhàm chán và có một cái không gian nó đủ để người ta tham quan. Tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành quyết định số 589 phê duyệt đề án phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phấn đấu đến năm 2030, tổng doanh thu các làng nghề này đạt trên 5.000 tỷ đồng, mở rộng diện tích hoa, cây cảnh, ứng dụng công nghệ cao để phục vụ xuất khẩu, đáp ứng đón 8 vạn lượt khách du lịch tới tham quan mỗi năm. Thời gian tới, các ban ngành địa phương cần quan tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư hạ tầng giao thông nhằm tạo điều kiện cho các làng nghề nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển du lịch. Phát triển các làng nghề gắn với du lịch là một hướng đi hết sức đúng đắn. Chúng ta thực hiện việc này là chúng ta sẽ đạt được các cái mục tiêu kép, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người lao động. Qua đó chúng ta sẽ thực hiện tốt cái việc xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn cũng như là nhiều các cái tiêu chí khác, tạo tiền đề để thúc đẩy chúng ta xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu.
Thời điểm này, 4 xã của huyện Khoái Châu đăng ký về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gồm Thành Công, Ông Đình, Đông Tảo và Dạ Trạch đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí cuối cùng để được công nhận. Tuy nhiên, qua cuộc thẩm định đánh giá của đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh mới đây, thì 4 xã này còn nhiều việc phải làm. Sau 6 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thành Công đã không ngừng phấn đấu hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để tiệm cận tới bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo quyết định số 1154 năm 2022 mà Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành. Cụ thể, xã đã cải tạo nâng cấp được một số tuyến đường giao thông trong làng và nội đồng, cải tạo trùng tu di tích lịch sử quốc gia đền làng Hương Quất và đình làng Quan Xuyên. Qua đánh giá ghi nhận của đoàn thẩm định tiêu chí về thiết chế văn hóa, xã còn thiếu mặc dù xã đã xây mới được nhà văn hóa thôn Quan Xuyên. Nhà văn hóa của xã đang vào giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, nhà văn hóa thôn Hương Quất 1 mới được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2024. Còn nhà văn hóa thôn Hương Quất 2, theo kế hoạch, xã sẽ xây dựng vào năm 2024. Cho đến thời điểm này thì cơ bản đối với địa phương thì 19 trên 19 tiêu chí cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên thì một số cái tiêu chí thì cũng còn non. Thì qua ý kiến tham gia của các đồng chí trong đoàn thì chúng tôi cũng hoàn toàn tiếp thu về quyết tâm cao nhất để thực hiện trong thời gian tới. Năm 2020, xã Ông Đình được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Từ đó đến nay, xã đã huy động được gần 75 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn. Trong đó, nhân dân đóng góp 25 tỷ đồng để làm đường bê tông nội đồng, xây dựng nhà cửa sân vườn với mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, nên xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Phát huy và giữ gìn lợi thế về cảnh quan ao hồ, tạo môi trường sống xanh, sạch đẹp. Trong khu dân cư là không có tổ chức mô hình chăn nuôi tập trung. Cái tầng không khí ở Bình Khang, chúng tôi đã có gần 100 điểm thu gom thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng. Tiếp tục quy hoạch thêm 2 bãi rác nữa. Và đối với ông Đình thì không có câu chuyện là chỗ nào đổ rác thải ra và đốt. Cảnh quan sông Lãng thì báo cáo chí là rất là xanh sạch đẹp, chúng tôi bảo vệ. Sau 5 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, hai xã Đông Tảo và Dạ Trạch cũng có nhiều cố gắng trong việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao 19 tiêu chí. Bên cạnh việc phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc của xã, nhà văn hóa xã đã và đang được đầu tư khang trang mà đoàn thẩm định ghi nhận, thì Đông Tảo và Dạ Trạch vẫn còn hạn chế, cần được khắc phục sớm. Đông Tảo thì trong thời gian vừa qua đấy thì cũng đã thực hiện rất tốt cái việc tổ chức sản xuất, thu nhập của người dân cũng đã được nâng cao, sản phẩm chủ lực của địa phương cũng đã được sản xuất rất là có hiệu quả và tiêu thụ thuận lợi. Tuy nhiên là cũng cần phải quan tâm hơn đến hạ tầng cơ sở văn hóa ở các thôn trên địa bàn. Còn đối với Dạ Trạch chẳng hạn thì chúng tôi cũng ghi nhận được những các cái kết quả trong cái thời gian vừa qua, tuy nhiên là cũng cần phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà văn hóa, trung tâm xã, cải tạo nâng cấp hệ thống cơ sở trường học, có thêm các cái hệ thống đảm bảo an toàn giao thông. Căn cứ vào bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo quyết định số 1154 năm 2022 mà Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì 3 xã đăng ký phấn đấu để được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao gồm Thuần Hưng, Đông Tảo, Dạ Trạch và một xã đăng ký phấn đấu đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường là Ông Đình đều cơ bản đạt các tiêu chí. Tuy nhiên, một số tiêu chí chưa hoàn thành hoặc còn hạn chế là cơ sở để các địa phương tập trung nguồn lực hoàn thiện nhanh trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau.